Các bác nhìn thấy em nó thế nào? Nó quá là gấu luôn. Công suất của em nó 300W một loa quý vị nhé. Tổng hai loa này là 600W đấy. Các bác nào thích nhạc sàn, nhạc dê mix, nhạc vàng, nhạc đỏ, con này nó chiều hết tất cả các loại nhạc luôn. Nó quá là chất luôn. Đây, sở thích của các bác nào đây? Thích chất. Em nó còn quá là đẹp, thiết kế với lại hai bát. Bát này phải bát 22 quá. 25, 22. Nhìn chưa, ở viền. Đây em quay cho bác xem từ từ, nó hơi nặng. Em đặt điện thoại xuống đây, nó nặng quá. Từ từ. Thôi đợi. Này, em quay chi tiết thông số đằng sau cho quý vị luôn, dễ. Đây, công suất của em nó 300W một loa. Made in Denmark, hàng Đan Mạch quý vị nhé. Trở kháng của em nó rất rộng, từ 4 đến 8 ohm luôn. Mic 9E. Hàng thì đẹp thì phải gọi là mỹ mãn rồi. Không biết nói câu gì nữa. Quá đẹp, quá là chất. Những đôi này bác nào nhanh tay thì alo nhá. Em thông báo giá luôn là giá của em nó là 7 triệu 9, mức giá thấp nhất. Hậu của nó phải 40, hơn 40 quá nhá. Đây này, 1 này, 2, 40 này. Chiều ngang 30. Chiều cao thế nào? 1, 2, 3, 4, 5, cao 1 mét quý vị nhé. Đó là em giới thiệu qua với tất cả hình thức cũng như là thông số cho quý vị nghe. Hàng Đan Mạch. Và là sau đây, đợi em tí quay lại cái loa, test test chất lượng âm thanh cho quý vị nghe. Những đôi loa này thì không phải nghĩ đâu. Nó quá là hầm hố rồi. Sau đây em cho quý vị nghe thưởng chất lượng, thưởng thức cái chất lượng âm thanh của em nó. Mà nói gọi là thưởng thức thôi chứ quay qua điện thoại thì chất lượng âm thanh nó chỉ được 4-5% thôi. Quý vị đeo tai phone vào nghe giúp em. Quá là chất, quá là phê. Về quý vị lau cái bụi đi nhá, lau đi nhá. Cái này này về lau đi quý vị nhá, không phải đâu. Đấy, không phải đâu là lau đi. Xăng của em nó còn đầy đủ luôn này. Quá là chất, không phải nói nhiều. Đó là cái clip em vừa test gửi đến quý vị, đôi loa khủng của Đan Mạch. Công suất tối đa của em nó là 300W một loa, tổng 600W hai loa nhé. Giá em đã báo rồi, 7 triệu 9. Quý vị nào có nhu cầu thì alo cho em theo hai số điện thoại trên. Và để thường xuyên theo dõi và truy cập vào kênh của Tuấn Âm Thanh Phú Thọ thì mời quý vị nhập hai số điện thoại này vào YouTube, Google, Zalo, Facebook hoặc Cốc Cốc.
mọi bài đăng giới thiệu về sản phẩm cũng như những bộ bài mới nhất em đều đăng trên đó. Em trân trọng cảm ơn.